Anh Lộc à, chuyến tham quan sắp tới kéo dài bao lâu vậy? Anh cũng biết rồi à. Hay thiệt, có vợ làm giám đốc, thông tin gì biết rất kịp thời. Nhưng tức có một điều tôi chưa kịp nói mà anh đã biết trước đó chứ. Anten này nhạy quá chứ. Ủa, nếu anh biết rồi thì thời hạn đi anh phải nắm luôn chứ anh Long. Anh Lộc, anh đến với vợ chồng tôi trên danh nghĩa gì? Danh nghĩa gì anh hãy nói đi. Sự hiện diện của anh đã gây cho tôi biết bao nhiêu là phiền muộn. Nếu không muốn nói là chính anh đã làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình này. Anh biết không? Anh Long, anh nóng quá. Tốt nhất là tôi phải về. Khi nào tiện tôi sẽ đến gặp anh. Chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Chào. Ông ơi, nhà mình có khách hả? Phượng. Dạ. Cháu vô ngay, vô ngay. Hả? Cái thằng giấu mặt nó vừa gọi điện cho cha cháu xong. Cha cháu triệu hồi mẹ cháu về. Rồi vô tình cái ông Hoàng Lộc đến. Bây giờ nó rối như nồi canh hẻ trong kia kìa. Anh Bình, khoan về đã. Vô đây. Phượng, chuyện nhà mình mà. Sao? Không sao, con cần có anh Bình trong lúc này. Vậy anh vô nhà nghe. Xuống xe, dắt vô, rồi ngồi ở băng ghế ngoài sân á, chứ chưa có được vô trong nhà. Mời vô mà bắt ngồi ngoài sân. Khoan, anh Lộc khoan về đã. Đằng sau việc này tôi vừa đoán ra có nhiều âm mưu. Lạ thiệt, sao cô Loan này đi lâu quá. Hai người đóng kịch giỏi thiệt. Ở đời mà không có lửa làm sao có khói. Anh, con chào ba mẹ. Chào chú Hoàng Lộc. Chào cháu. Chú tưởng cháu không còn nhớ chú chứ. Vâng, với ai mới gặp qua một lần cháu có thể quên. Nhưng với chú rất đặc biệt, cháu không bao giờ quên. Đặc biệt thế nào vậy con? Có phải đây là người... Dạ thưa ba, con xin phép được ngắt lời ba. Ba biết không, chú giỏi lắm đó ba. Trong quận này chú có tiếng tăm, uy tín chú rất cao. Chú còn là mạnh thượng quân, hãy giúp đỡ người bị nạn tai. Phải vậy không chú Hoàng Lộc ơi? Cháu khen chú nhiều quá, có chừng ngược lại thì sao? Điều ngược xuôi cháu không cần biết, chỉ biết là chú rất có công, giúp đỡ mẹ cháu nhiều lần phải không? Nhờ chú có kinh nghiệm nên mẹ cháu đỡ ghê. Đan Phượng ơi, đó là việc bình thường, bạn bè phải giúp đỡ nhau. Chào khách sáo quá nhiều. Được dịp này, dạ cháu xin có tiếng cảm ơn. Phượng, đây là chuyện của người lớn, con lên phòng đi. Mẹ, mẹ quên, ngoài tình mẹ con, mình còn là bạn sao? Mẹ yên tâm đi, con hiểu mẹ mà. Con cũng hiểu ba nữa. Ba vui không ba? Con làm sao hiểu được? Ba mẹ quên ông bà ta có câu: đi xa hỏi già, về nhà hỏi trẻ à. Dạ, xin chào tất cả. Cháu Phượng, cháu khỏe không? Cô thấy hình như có... Cô Loan, cô nhớ chừng nào lấy chồng á, cháu sẽ làm tình nguyện viên, đưa cô đi chụp hình ngoại cảnh nha. Cô già rồi ai mà thèm. Cô đưa văn bản đó cho tôi. Anh Long à, đây là văn bản em mới vừa làm xong, anh đọc đi. À, đề nghị cho bổ sung danh sách tham quan, phí tổn công ty Hoài Nhung chịu. Nhung em. Cô Loan, nội dung công văn này chỉ có một mình cô và tôi biết phải không? Dạ không, thưa chị, em đã gửi đi rồi. Ý cô muốn nói là đến giờ phút này đã có thêm người khác biết, có đúng vậy không? Dạ chắc vậy. Anh Long, cho em mượn lại. Đây, anh Lộc xem đi. Hay quá, mục đích của tôi qua đây cũng mang ý nghĩa như vậy. Nhưng không biết tại sao mà thông tin này rò rỉ ra ngoài chứ. Cô Loan, thông tin này có phải cô đã gọi điện báo cho chồng tôi không? Dạ không hề đâu chị.
Vậy lúc ở phòng di tính, ngoài cô ra còn có ai nữa? Dạ, để em nhớ lại coi. Hình như còn có con Xuân, nó ở phòng mới đăng anh tài liệu gì. Cô nhớ kỹ chưa? Nhưng mà tôi chắc cô ấy không có dám đâu. Nhân viên ai cũng biết trước khi vào công ty tôi đó, nội quy rõ ràng, ai làm việc lý không tò mò việc ai. Tôi khẳng định là từ khoảng thời gian trong vòng 2 tiếng đồng hồ, nội dung văn bản này chỉ có cô và tôi biết. Và chính cô đã có tư tưởng mờ ám nên gọi điện cho chồng tôi. Không không, Hoài Nhung ơi, không phải là tiếng cô Loan, mà là tiếng của... của một người đàn ông. Bà Thím, tiếng của ông ta à? Đúng vậy đó cháu. Vậy thì thưa ba mẹ, bài toán đã có lời giải đáp. Xin chờ con một chút. Đầy đủ cả, vui quá ha. Chào, chào hết thảy. Mời anh ngồi xuống đây đã. Uống nước đi anh. Anh nghe nhạc nha. Vì Hoàng Lộc được mẹ cháu tin tưởng lắm, bác sợ tiếng nói của cháu không có trọng lượng. Với lại cháu đã hỏi thì biết thế nào bác nói thế đó. Gia sản sự nghiệp của Hoàng Lộc hiện giờ, mà không, đúng ra là của vợ anh ta, chứ anh xuất thân là dân Bạch Đinh thôi. Vậy hả bác? Sau khi chiếm được cơ ngơi đó rồi, anh chàng trở mặt ly dị với vợ liền. Rồi bà ấy đi đâu? Hình như tự tử chết rồi đó cháu. Sao? Tiếng ai vậy anh Trường Giang? Tiếng của... đúng rồi, tiếng này quen lắm à. Anh biết tôi rành lắm, nhưng chưa biết mặt phải không? Tôi là Trần Long đây. Trần Long? Trần Long rồi sao? Làm gì vậy? Sao tự nhiên ai cũng nhìn tôi hết trơn hết trọi vậy? Mà ví dụ như cái tiếng đó là tiếng của tôi thì chứng minh được cái gì? Nè, tôi nói cho mấy người biết nha, mấy người đừng tưởng là lá bài tẩy nó lật lên thì sẽ đưa tôi vào thế bại trận. Tôi vẫn là tôi. Tôi là Vũ Trường Giang mà. Tôi vẫn là tôi với đầy đủ quyền uy thế lực đương thời. Mấy người hãy cười đi, để rồi một ngày không xa sẽ phải khóc. Đừng vội nghênh ngang khi mà đường đi vẫn còn trở ngại. Mấy người đã lầm, chứng cứ nào cho vở kịch quá non tay? Đừng tưởng Trường Giang sẽ thúc thủ. Tội vu cao có ý đồ triệt hạ tướng dễ hay sao? Bao sự việc đã rõ ràng, con xin ba câm đi lặng. Ôi trời đất quay cuồng, con có về đâu mình lâm vào tình trạng này đây? Vậy là những gì con nghi ngờ từ trước đến nay bây giờ đúng là sự thật. Ba đã tự giết mình và giết cả tương lai của con. Vì mình không có cái gì phải đau khổ như vậy. Tất cả những gì xảy ra tại đây, trước khi hành động ba đều có tính toán trước hết rồi. Con yên tâm đi, ba vì con, vì tương lai của con, và vì... Không, không, con xin ba đừng nói nữa. Ba vì ba chứ ba không vì ai cả. Chào ba con về, chào tất cả. Anh Phi Bình,
Chuyện gì ra chuyện đó chứ? Anh đứng lại nghe em nói nè. Phượng à, cú sốc tinh thần này anh không chịu nổi đâu em. Mọi người hãy để cho tôi nói chuyện với tên này. Ai đây? Ông à. Cái mặt của ông đẹp đẽ vậy mà sao lòng dạ của ông còn hơn dạ thú. Này 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 này, không có được chửi nghe chưa. Ông có biết ngậm máu phun người dơ miệng mình không? Không có biết con khỉ khô gì hết. Tôi không biết. Ông không có đáng mặt nói chuyện với tôi. Nè, tôi cho mấy người biết nghe chưa. Hãy chống mắt mà chờ xem trường gian này không lùi bước đâu. Quét gì vậy? Quét cái gì vậy? Quét cho hết bụi bặm hết ba cái đám đó vô sạch cả nhà cửa. Quét, quét, quét. Cà cuốn chết đến đích còn cay. Anh ta không biết hồ sơ khởi tố anh ta đã đang nằm trên bàn cơ quan điều tra. Mình tính chuyện mình đi Nhung à. Phượng, Phượng ơi, chính mẹ mới là người nhẹ dạ cả tin, nuôi ông tay áo. Túy Loan, giờ đấy tôi mới hiểu đầu dây mối nhợ đã xuất phát từ cô. Người con gái có một vỏ bọc đẹp làm cho tôi lầm lẫn suốt bao ngày. Bài học hôm nay cô đã giúp tôi sáng cả mặt mày. Thấy cô lớn tuổi hẩm hiu vẫn còn phòng không gối chiếc. Nhiều lần tôi muốn nói với anh Hoàng Lộc để ngỏ ý cùng cô. Đến khi tôi phát hiện ra trên cổ tay cô có đeo cái đồng hồ đắt tiền mà trước đây Trường Giang đem tới tặng. Và tôi đã quyết tâm từ chối. Tôi mới đặt câu hỏi: đã có chuyện gì không trong sáng? Tình cờ lượm được tờ giấy nhào nát dưới chân bàn cô. Cô ghi mấy câu định nghĩa về tình yêu và mấy hàng chữ Hoàng Lộc Túy Loan chen kín trang giấy dài. Bà Hoài Dung, bà đừng đem tôi ra đùa cợt như vậy. Chồng, nhưng tôi được quyền mơ hình tưởng bóng, còn hơn những kẻ huyền hành địa vị cao sang chồng con đề quề mà quán hệ bất minh. Cô Loan, đến giờ thì tôi không còn nhịn được cô nữa. Chỉ có những kẻ giả tâm, ghen ăn ghét ở và đê tiện như cô mới có hành động ngậm máu phun người. Ai sẽ dơ miệng? Giảng đeo đuổi tôi để cô và ông Trường Giang có dịp lấn sâu vào nội bộ gia đình tôi mà phá bệnh. Anh Phi Bình, anh Phi Bình ơi, anh bị dây chặt giữa lớp người đầy mưu mô nhám hiểm. Em biết anh đã phấn đấu rất nhiều và giàu nghị lực để vượt qua. Anh vô tư chỉ biết một con đường đi thẳng, chứ có vẻ đâu lối ngang ngõ tắt quanh co. Mà chứ sao anh chỉ là một con cờ mới bị điều đi một nước quá tầm thường.
Cô Loan, tôi cảnh cáo cô không được xúc phạm đến mẹ tôi. Hạng người như cô không xứng đáng để lâu dài. Ngay cả tôi đây mà còn bị cô nhồi nhét. Là có rất nhiều người muốn cưới mẹ tôi. Mặt nạ lột rồi cô rửa đi thôi. Anh Phi Bình, xin anh thông cảm cho tôi. Quan hệ giữa chúng ta là tùy ở anh. Hơn nữa, tôi chưa có lời nào chấp nhận tình yêu của anh đâu. Đủ rồi, Đan Phượng ơi. Thưa hai bác và chú Hoàng Lộc, cho cháu xin lỗi về hành động của ba cháu. Phi Bình ơi, chú xin cháu đừng vì sự việc tại đây mà mất đi nguồn vui sống. Hãy để cho khổ đau lắng xuống và chờ mây tan mưa tạnh, thì ánh sáng sẽ rực lên cho vườn hoa trong vũ trụ tươi sắc khoe màu. Hãy vượt lên bất hạnh để thưởng thức hương vị ngọt ngào. Mật đắng còn làm nên thuốc chữa, thì giọt sữa của đời cũng đâu cạn cháu. Nhìn cháu như thân cây non đang ngửa nghiêng trước cơn giông bão. Chú đau xót bồi hồi tựa như con mình lẫm cảnh nản tay. Hãy nhân đây mà vươn vai thẳng đứng. Chỉ làm trai còn nhiều việc phải làm. Chính tôi mới là người nông nổi, thiếu chút nữa là tan hoang cửa nhà rồi. Còn nhớ cuộc chuyện trò của thím cháu ta cách đây không lâu. Lần đó cháu ngoéo tay với thím và hứa là sẽ không ám ảnh du dơ. Dạ, mới nói chứ chưa có ngoéo. Vậy thì bây giờ hãy ngoéo đi. Tao đã nói rồi, vợ chồng tao cầm trầu cao đi cưới vợ cho mày. Hai mươi mấy năm dài lòng dạ hoài nhung ra sao. Tại sao cháu không hiểu. Thưa chú thím, cháu thấy long vô tình rơi vào quỷ kế, đó cũng là lẽ đương nhiên ở đời. Thưa tất cả mọi người, cho phép con từ biệt. Đan Phượng ơi, anh tủi nhục vô cùng vì có một người cha lòng dạ thiếu thẳng. Cháu Bình, bác hy vọng cháu sẽ qua cơn sốc này. Anh Phi Bình, em biết anh không giống ba anh mà. Phượng, anh về nhé. Xin chào. Anh Long à, sau khi hay tin vụ đi tham quan, em đã gặp cấp trên đề xuất cho anh đi cùng và được đồng ý, vì vậy mới có văn bản đó. Vậy anh Long nên chuẩn bị tinh thần cùng đi tham quan học tập một chuyến. Nè, không có cháu gái tôi hả? Làm sao xóa hết nghi ngờ lẫn nhau? Phượng à, giờ có con đó mà ba mẹ không phải xa nhau lần nữa. Mẹ ơi, như vậy là còn duyên hả mẹ? Tôi đề nghị cuộc thăm hôn phải tiến hành trước khi tham quan. Và anh Lộc phải là rể phụ.